dấn thân vào thế giới nghệ thuật muộn hơn so với những ngôi sao khác. Thế nhưng Tiều Chiến đã nhanh chóng bứt phá và trở thành một trong những cái tên đình đám nhất làng giải trí Hoa ngữ. Thế nhưng anh chàng cũng gặp không ít khó khăn vì fan hâm mộ của mình tạo ra. Sau đây hãy cùng VGT tìm hiểu Tiều Chiến, Mỹ Nam bị tẩy chay vẫn giữ sức hút đáng kinh ngạc của làng giải trí Hoa ngữ. Thành công với vai nam chính Ngụy Anh trong bộ phim Trần Tình Lệnh đã đưa Tiêu Chiến trở thành một trong những tiểu sinh mới của làng giải trí Trung Quốc. Vậy Tiêu Chiến là ai? Tiêu Chiến sinh ngày 5 tháng 10 năm 1991 tại Trùng Khánh, Trung Quốc, sở hữu chiều cao 1m83, gương mặt đẹp. Tiêu Chiến có năng khiếu nghệ thuật và từ năm 8 tuổi đã bắt đầu học vẽ và tiếp đó học cả đàn violon. Tiêu Chiến theo học tại Học viện Thiết kế Nghệ thuật trực thuộc Đại học Công thương Trùng Khánh. Trong những ngày học đại học, Tiêu Chiến đã tham gia đội hợp xướng nhà trường. Năm thứ hai đại học, Tiêu Chiến cùng một số người bạn thành lập công ty chuyên thiết kế logo, đồng thời cũng tham gia mở một studio nhiếp ảnh và là thợ ảnh chính. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiêu Chiến làm việc trong một công ty thiết kế trước khi ra mắt hoạt động nghệ thuật. Tiểu sử sự nghiệp và đời tư Tiêu Chiến. Qua sự giới thiệu của một giảng viên, tháng 6 năm 2015, Tiêu Chiến đã tham gia chương trình thực tế X-File Bùng cháy đi thiếu niên, nơi anh được đào tạo để trở thành một thần tượng cùng với 15 thực tập sinh khác. Anh cũng tham gia ghi hình chương trình Teen Channel của Tayson. Tiêu Chiến lần đầu xuất hiện trên sân khấu biểu diễn là ở buổi đại nhạc hội mừng năm mới năm 2016 của đài truyền hình Chiết Giang, diễn ra ngày 31 tháng 12 năm 2015, với màn biểu diễn ca khúc Freeze cũng như bài hát chủ đề Be A Man cùng các thành viên trong nhóm. Tháng 3 năm 2016, nhận được đề cử cho giải thưởng thần tượng mới nổi tiếng nhất trong lễ trao giải Phong Vân lần thứ 16, Top Chinese Music Awards. Sau đó, Tiêu Chiến ra mắt vai trò ca sĩ cùng với 8 thực tập sinh khác trong nhóm nhạc thần tượng X9, X cũ thiếu niên đoàn, đảm nhận vị trí giọng ca chính. X9 đã phát hành mini album đầu tiên X cũ vào ngày 24 tháng 9 năm 2016. Tháng 9 năm 2016, Tiêu Chiến bén duyên với điện ảnh qua vai nam chính Phương Thiên Trạch trong bộ phim truyền hình giả tưởng Siêu Tinh Tinh Học Viện. Cùng năm đó, Tiêu Chiến đóng vai khách mời trong bộ phim tình cảm lãng mạn Du hành thời gian, Tình yêu vượt thời gian 2. Năm 2017, Tiêu Chiến tham gia bộ phim truyền hình lãng mạn lịch sử Xuyên Không, Ôi Hoàng đế bệ hạ của ta, vai nam thứ Bắc Đường Mặc Nhiễm. Bộ phim đã nhận được sự quan tâm lớn khi được công chiếu năm 2018 vì cốt truyện hài hước và lãng mạn. Tiêu Chiến cũng dần được công nhận về khả năng diễn xuất. Tiêu Chiến tham gia hát một bài nhạc phim có tựa đề Bước theo bóng hình. Cùng năm đó, nam diễn viên sinh năm 1991 nhận lời tham gia bộ phim truyền hình tiên hiệp Đấu phá thương khung, vai Lâm Tu Nhai và bộ phim lịch sử Lan Điện Hạ, vai Tật Xung. Ngày 31 tháng 12 năm 2017, Tiêu Chiến tham gia chương trình Chào năm mới của đài Giang Tô, biểu diễn bài Loạn thế cử tinh và We Want What We Want. Tháng 1 năm 2018, Tiêu Chiến cùng nhóm X9 phát hành album thứ 2 Keep Online. Từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, Tiêu Chiến tham gia đóng vai nam chính Trương Tiểu Phàm trong bộ phim điện ảnh Tru Tiên, chuyển thể từ tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng cùng tên. Phim được công chiếu tại Trung Quốc ngày 13 tháng 9 năm 2019 và đạt kết quả khả quan về doanh thu phòng vé. Mùa hè năm 2019, bộ phim Trần Tình Lệnh được phát sóng đã tạo nên một cơn sốt đẩy danh tiếng của Tiêu Chiến lên cao với sự thể hiện thành công nhân vật nam chính Ngụy Anh, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Diễn xuất của Tiêu Chiến nhận được những lời nhận xét tích cực dù anh không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp. Anh nhanh chóng trở thành hiện tượng màn ảnh nhỏ với vai diễn Ngụy Vô Tiện. Không những vậy, truyền thông Hoa ngữ còn ưu ái gọi anh là tứ đại tiểu sinh thế hệ mới. Danh hiệu sáng giá này dành cho nam diễn viên trẻ gặt hái nhiều thành tựu và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Trong thời gian phim phát sóng, độ nổi tiếng của Tiêu Chiến đã đạt được những thành tích đáng kể, xếp hạng nhất 6 tuần liên tiếp, top 10 nam diễn viên có chỉ số lực ảnh hưởng trên mạng cao nhất, 12 ngày xếp hạng nhất, 43 ngày có chỉ số trên 9 điểm trong top 50 chỉ số truyền thông nghệ sĩ. Weibo cá nhân có thêm 8 triệu người theo dõi, liên tục lên tìm kiếm nổi bật, hot search của các trang mạng xã hội Trung Quốc. Tháng 8 năm 2019, Tiêu Chiến đảm nhiệm vai nam chính bác sĩ Cố Ngụy trong bộ phim truyền hình Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn cùng nữ diễn viên Dương Tử. Phim dự kiến phát sóng tháng 11 năm 2020. Trong quá trình quay phim này, những hình ảnh ngọt ngào làm dấy lên tin đồn Tiêu Chiến và Dương Tử phim giả tình thật. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đó chỉ là chiêu trò của cặp đôi và Đàm Lan Phiên để tăng sức hút cho Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn. Trải qua nhiều gian nan thử thách trên con đường chinh phục ước mơ nghệ thuật, Tiêu Chiến đã dần khẳng định được sức hút của mình trong lòng khán giả xứ Trung nói riêng và châu Á nói chung. Bằng chứng là bộ phim Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn của anh tham gia chưa ra mắt nhưng tạo được hiệu ứng vô cùng mãnh liệt.
Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Giang Tiểu Lục, bộ phim kể về câu chuyện tình yêu giữa chàng bác sĩ Cố Ngụy, Tiêu Chiến và cô nàng sinh viên Lâm Chi Hiệu, Dương Tử, Dư Sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn, liên tục đứng đầu bảng xếp hạng những bộ phim được mong chờ nhất trong suốt nhiều tuần liền. Sau thời gian dài đóng máy và chờ kiểm duyệt, khán giả càng thêm phấn khích khi mới đây, tác phẩm được thông báo sẽ ra mắt vào tháng 8 sắp tới. Bên cạnh cốt truyện hấp dẫn, lãng mạn, Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn còn tạo được sức hút lớn bởi sự góp mặt của cái tên Tiêu Chiến. Danh tiếng phất lên như diều gặp gió khiến cho sự nghiệp của Tiêu Chiến thuận lợi hơn bao giờ hết. Thế nhưng việc nổi tiếng quá nhanh cũng đem lại cho anh không ít rắc rối. Đặc biệt là sự việc mới gần đây, website A3 đã đăng tải bài viết hình ảnh về mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác. Và các fan của anh cho rằng thần tượng của mình đã bị bóp méo hình tượng thành ẻo lả và nữ tính hơn, thế nên đã vào website này và báo cáo vi phạm của nhiều tác giả. Những thăng trầm trong sự nghiệp. Sự việc này đã khiến cho AO3 bị đánh sập ở Trung Quốc, phía Tiêu Chiến sau đó đã bị chỉ trích, thậm chí bị tẩy chay bởi cộng đồng mạng. Chưa dừng lại ở đó, những bộ phim mà anh tham gia như Khánh Diêu Niên, Trần Tình Lệnh liên tiếp bị các fandom khác nhau đánh giá một sao, những tác phẩm chưa lên sóng như Dư Sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn cũng bị cho điểm thấp. Liên tiếp những sự việc diễn ra khiến cộng đồng fan của nhiều nghệ sĩ khác ở Trung Quốc nổi giận với fan Tiêu Chiến và chỉ mũi chỉ trích về phía nam diễn viên. Tên của Tiêu Chiến xuất hiện trên top tìm kiếm Weibo, các bài đưa tin về sự việc này nhận về lượng like, share và repost cực kỳ lớn, trong đó hầu hết những nội dung tiêu cực về người hâm mộ Tiêu Chiến. Rất nhiều sản phẩm do Tiêu Chiến làm đại diện nhãn hàng đã bị các fandom khác yêu cầu đổi người, phim cũng không được để Tiêu Chiến đóng, và nếu có xuất hiện, các cộng đồng fan sẵn sàng bỏ không xem. Ngoài ra, khả năng diễn xuất của anh còn gây tranh cãi với những ý kiến trái chiều. Trong khi rất nhiều người cho rằng Tiêu Chiến chính là một tài năng nở muộn, thì một số khác lại nhận định nam diễn viên chỉ nổi tiếng nhờ ngoại hình và vận may. Với bộ phim Tru Tiên, anh ấm về giải thưởng Cây Chổi Vàng, danh hiệu không mấy tự hào cho nam diễn viên gây thất vọng nhất. Tuy vậy, không thể phủ nhận tên tuổi của Tiêu Chiến trong việc mang lại doanh thu hàng trăm triệu USD cho Tru Tiên. Đứng trước tình hình trên, phòng làm việc của Tiêu Chiến đã lên tiếng xin lỗi vì để sự việc làm ảnh hưởng tới một số tài nguyên công cộng của xã hội, đồng thời mong họ theo đuổi ngôi sao thật lý trí, hy vọng sau thời gian dịch bệnh, mọi người có thể trở lại làm việc an toàn, cuộc sống yên bình, vui vẻ và hạnh phúc. Dẫu vậy, cộng đồng mạng vẫn không thể nguôi giận, tiếp tục chỉ trích anh. Bị tẩy chay vẫn giữ độ hot đáng kinh ngạc. Những sự kiện tiêu cực xảy ra không những không khiến cho độ hot của Tiêu Chiến sụt giảm mà còn khiến cho sức hút của anh thêm phần kiên cố khi cái tên của anh liên tục được tìm kiếm trên các trang mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Bỏ ngoài tai mọi khen chê, lùm xùm không đáng có, Tiêu Chiến vẫn im lặng, chăm chỉ làm việc và tiếp tục tạo những sản phẩm được đông đảo người hâm mộ mong chờ. Cho dù chuyện AO3 làm Tiêu Chiến vấp phải sự tẩy chay không ít của cư dân mạng, nhưng với số liệu trở lại có thể thấy, hiệu ứng tiêu cực trên người nam diễn viên đang dần nhạt đi, vị trí đỉnh lưu vẫn còn kiên cố, không hề lung lay. Sau thời gian dài đứt đoạn cùng Weibo, Tiêu Chiến không cập nhật trạng thái nào thì ngày 8 tháng 4, anh chàng đột nhiên đăng bài viết mới. Ngay lập tức, chưa đầy 12 tiếng, bài viết về bức tranh vẽ tay về cành đào của nam diễn viên đạt tới 10,8 triệu like, lượng bình luận và chia sẻ đều hơn 1 triệu, tạo nên kỷ lục Weibo. Nỗ lực không ngừng nghỉ. Dấn thân vào thế giới giải trí khi đã 25 tuổi, nhưng Tiêu Chiến lại chưa hề tham gia một chương trình đào tạo chuyên nghiệp nào để trở thành thần tượng âm nhạc. Vững tin vào sự lựa chọn của mình, anh bắt đầu say mê luyện tập vũ đạo và thanh nhạc. Với suy nghĩ đơn giản rằng, đã quyết định rồi thì hãy cố gắng làm cho thật tốt. Anh luôn nỗ lực để hoàn thành trọn vẹn những mục tiêu đã đặt ra. Từ một ca sĩ thần tượng, Tiêu Chiến tiếp tục thử sức với diễn xuất. Tay ngang lớn sân sang một lĩnh vực hoàn toàn mới, anh đã gặp phải vô vàn khó khăn và thử thách. Dù không được đào tạo bài bản, nhưng nam diễn viên luôn cố gắng lăn xả để cống hiến hết mình cho những bộ phim mà anh tham gia. Nhận nhiều chỉ trích, anh vẫn kiên trì rèn luyện diễn xuất qua từng tác phẩm để tự đúc kết kinh nghiệm cho bản thân. Tinh thần phấn đấu của Tiêu Chiến không chỉ thể hiện qua thái độ tập luyện cần mẫn, nghiêm túc, mà còn qua sự bản lĩnh khi đối diện với khủng hoảng trong sự nghiệp. Có lẽ đối với anh, thất bại vốn là những dấu lặng trên đường chinh phục đỉnh cao. Gặp vô vàn thử thách khi đang trên đỉnh cao danh vọng, nhưng Tiêu Chiến vẫn bình thản nói: "Tôi đến từ đáy vực, vì thế tôi không sợ phải rơi xuống một lần nữa." Chúng ta hãy cùng đón chờ những sản phẩm tiếp theo của Tiêu Chiến nhé. Và các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like cũng như chia sẻ để nhận được nhiều video hơn nhé.